cần một chuyện ở đây. Có một ngày nghỉ thôi mà cũng kêu rén gì á. Xuống ăn sáng đi, còn phụ gì làm việc nhà. Không rảnh đâu. Ủa đồ ăn ngồi ngắt thì sao ăn? Dì gọi con từ nửa tiếng trước rồi, bây giờ con mới xuống là nguội đúng rồi. Con lấy cái chổi quét làm gì cái nhà đi. Nè, từ khi nào mà dì cho mình cái quyền sai bảo tôi làm việc nhà vậy? Đây là trách nhiệm của mọi thành viên trong căn nhà này, chứ đâu phải sai bảo. Tôi nói dì nghe nha, ba tôi á còn chưa dám sai tôi nữa thì dì nghĩ tôi nghe gì vậy? Mơ đi. Có thể đưa bước tiền không vậy? Mẹ có nghe không? Dì không nghe thấy chủ ngữ trong câu nói của con. Không biết là con đang hỏi ai. Hơn nữa, nếu con gọn gàng ngăn nắp ngay từ đầu ấy, thì bây giờ con đâu phải tìm kiếm sự vội vã như vậy. Tôi hỏi gì á, có thấy nó ở đâu không? Chứ đâu có hỏi gì là vậy, tôi là như thế này ở đâu? Nó nhiều quá vậy? Bị đâu bây giờ mới về? Ủa vàng bị vậy sao? Con đi sinh nhật bạn xíu à. Uống có một tí. Mà bé không thấy con về nhà rồi hay sao vậy? Bé la gì á? Con, sao lại chuyện ba như vậy? Im đi. Nè, cái thứ vừa bé như bà á, có tư cách gì mà nói tôi không? Mệt quá.